Chào mọi người, mình là Bít, mình 23 tuổi và mình đến từ Pleiku Gia Lai. Bài hát bạn vừa nghe là bài Chờ Rạng Đông, là bài hát đầu tiên mà mình có cơ hội được hoàn thành cả phần audio lẫn MV của bài, và cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên đánh dấu sự làm việc nghiêm túc của mình với âm nhạc. Bài hát là những chiêm nghiệm đầu tiên của mình về sự tan vỡ trong tình yêu. Và mãi tận đến bây giờ thì mình đã có nhiều trải nghiệm hơn. Mình đã không có còn sự u buồn đó nữa. Thì ngay sau đó mình muốn gửi tới mọi người một bài hát có tên là A Song For Your Girl. Này cũng là một bài nhạc tình mà mình viết bằng tiếng Anh. Thì mình viết bài này là tự viết cho mình thôi, bởi vì không có ai viết nhạc tình cho mình hết. Cho nên mình tự viết nhạc tình cho mình. Và qua bài hát này mình cũng muốn nhắn gửi tới các bạn nữ là hãy yêu nét nữ tính bên trong bản thân mình. Oh,
Và bài hát cuối cùng trong set diễn ngày hôm nay của mình tại Cầm Kỳ Thi Hội là bài hát có tên là Muốn Cùng Anh. Đây là một chuyến cắm trại trên sườn đồi trong mơ của mình, mà chắc chắn là sau dịch mình sẽ thực hiện luôn. Và hy vọng là dịch sẽ mau hết và mọi dự định của tụi mình lại được thực hiện. Và cùng lúc này mình cũng mong là mọi người ở nhà sẽ giữ sức khỏe thật là tốt, cả về thể chất lẫn tinh thần luôn, để mình có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và còn chờ đợi gì nữa? Đây là Muốn Cùng Anh. You ready? Muốn cùng anh đi, mình đi đến cuối chân trời, không gì níu bần chân. No, 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 no. Muốn cùng anh bay, mình bay đến nơi xa vời, không gì để bận tâm nữa đâu. Mặt trời đã dần lên, ba màu nắng phía trời đâu. Bầu trời không gần mây, gió thổi mãi trên lưng đồi. Từng đàn chim về. Mình sẽ hẹn gặp lại nhau.